Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Phim. Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những bộ phim hay và hot nhất có trong ngày hôm nay nhé. Bộ phim cổ trang Tình Hán Sán Lạn do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đảm nhận vai chính đang làm mưa làm gió thị trường phim ảnh Hoa ngữ, được đông đảo khán giả từ trong đến ngoài nước ủng hộ nhiệt tình. Phát sóng 12 ngày, Tình Hán Sán Lạn đã liên tiếp giành được những thành tích đáng nể, dù không được PR rầm rộ như những tác phẩm cấp S hay S cộng khác. Điểm đầu bàn của phim khởi đầu ở điểm số 7.4 với hơn 100.000 lượt đánh giá. Tình Hán Sán Lạn theo như ghi nhận với chỉ số ngày 16 tháng 7 đã đạt tới 2.003. Báo có thực tích từ Tencent Video ghi nhận, sau 10 ngày công chiếu, bộ phim đã phá 200 triệu view lượt xem online trong ngày. 11 ngày lên sóng phá lượng tương tác bình luận trực tuyến 5 triệu. Chỉ số nhiệt độ phá 30.000 trong 10 ngày liên tiếp, giúp bộ phim trở thành một trong số những tác phẩm bạo của nền tảng này. Thế nhưng phần lớn để đạt được kết quả ấn tượng như vậy, bên cạnh việc nội dung hấp dẫn, đúng khẩu vị người xem còn nhờ vào thời gian hiện tại, thị trường phim ảnh Hoa ngữ vẫn chưa trình chiếu nhiều đại tác. Ngoài phải cạnh tranh với tựa phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh, Tình Hán Sán Lạn hoàn toàn không có những đối thủ cạnh tranh tương xứng. Vì vậy, trước mắt bộ phim của đạo diễn Phí Trấn Tường tuy rằng bạo nhiệt, vậy nhưng vẫn chưa đạt được điểm số cao. Và cũng là bộ phim cổ trang, vậy nhưng điểm đầu ban vẫn chưa vượt qua được tác phẩm đại bạo trước đó là Mộng Hoa Lục. Từ sau khi Mộng Hoa Lục chỉ mới chiếu 3 ngày đã mở điểm đầu bàn, và số điểm của Tình Hán Sán Lạn cũng rất nhanh đã được mở đánh giá từ ngày 17 tháng 7 với số điểm là 7.4. Thành tích này tuy cũng khá ấn tượng, thậm chí cao hơn Hạnh Phúc Đến Vạn Gia 0,1 điểm, vậy nhưng thực chất vẫn chưa thực sự là một điểm số lý tưởng. Đối với khán giả, Tình Hán Sán Lạn có kịch bản hoàn thiện cao, trên cơ bản gần như không có một cảnh quay dư thừa nào, trừ đoạn khoác áo choàng cùng Ngô Lỗi ở đầu phim, vậy nhưng khi leo lên lưng ngựa thì không thấy tấm áo đâu nữa. Tình tiết có điểm để cười, điểm để khóc, có ngọt ngào và cũng có phần ngược tầm. Có những tình tiết thú vị cùng một gia đình, cũng có đại nghĩa quốc gia, tất cả đều rất đầy đặn. Thiết lập nhân vật cũng rất thú vị, nữ chính Trình Thiếu Thương Triệu Lộ Từ là đứa trẻ được giữ lại để nuôi dưỡng bên cạnh bà nội, ẩn nhẫn chịu đựng, hiếu động hoạt bát, tinh quái đáng yêu, luôn có thể khiến người khác phải kinh ngạc. Nam chính Lăng Bất Nghi Ngô Lỗi là một vị tướng quân lạnh khốc, ngoài mặt lạnh lùng vậy nhưng thực chất che tim rất ấm áp. Thân mang mối huyết hải thâm thu của gia tộc không chút nào quên, vậy nhưng lại mở lòng với nữ chính, luôn ra mặt vì nàng, ý muốn bảo vệ mạnh mẽ ấy khiến người xem hoàn toàn bị chinh phục. Ngoài ra còn có cọp nhỏ Vạn Thê Thê, Trương Nguyệt, Miệng Chu Ngoa Viên Thận, Cuốn Con Lâu Nghiêu, Sư Thừa Ẩn. Mỗi một nhân vật đều có điểm sáng thu hút, có cảm xúc đa chiều, có cảm giác tồn tại. Chất lượng, hiệu ứng hình ảnh của tổng thể bộ phim đều rất cao, thiết kế mỗi khung cảnh đều mang tới cảm giác đậm chất cổ phong. Từ miếng gạch mái nhà đến cây cầu gỗ hay cây cối đều rất dụng tâm. Đặc biệt nhất là xe ngựa sang trọng, thực sự đoàn phim đã đầu tư rất chỉnh chu. Những ưu điểm trên của tựa phim cổ trang truyền kỳ Tình Hán Sán Lạn từ khi phát sóng tới nay luôn được khán giả yêu thích và công nhận. Một tác phẩm được chăm chút, đầu tư chỉnh chu tỉ mỉ mới có thể khiến khán giả muốn xem. Tình Hán Sán Lạn đang dần đi tới hồi kết trong phần đầu tiên, vậy nên thật nóng lòng để chờ tới ngày Lăng Bất Nghi và Thiếu Thương thành thần. Bộ phim sẽ có phần 2 mang tên Nguyệt Thăng Thương Hải với 29 tập, dự kiến được phát sóng tiếp nối vào tháng 8. Chúng mình là Hóng Phim, nếu như các bạn đam mê yêu thích xem những bộ phim hay và hấp dẫn, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đời mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!